việc làm khu công nghiệp Tân Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng lao động Tâm Đức. Cần tuyển gấp 100 lao động phổ thông thời vụ, nhận nam và nữ tuổi từ 18 đến 45, sức khỏe tốt nhanh nhẹn. Làm việc tại đường NC15 khu công nghiệp Tân Bình, xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, Bình Dương. Công việc hỗ trợ sản xuất gỗ nội thất, hồ sơ chỉ cần căn cước công dân gốc, mức lương và phụ cấp như sau. Lương cơ bản 4.800.000 đồng, phụ cấp đi lại 500.000 đồng tháng, phụ cấp chuyên cần 500.000 đồng tháng, phải làm đủ 26 ngày công, tăng ca 34.000 đồng giờ, được hưởng tiền sản lượng như công nhân chính thức, thu nhập từ 8.500.000 đồng đến 11.000.000 đồng tháng. Hỗ trợ ứng lương hàng tháng, hỗ trợ tìm nhà trọ dùng công nhân mới lên làm. Hãy nhanh tay đăng ký việc làm nào, liên hệ trực tiếp với chúng tôi khi bạn cần việc làm. Hotline 0352-673-913, gặp anh Châu. Cam kết không thu phí của người lao động. Bạn nào thấy hay và ý nghĩa hãy chia sẻ video này dùm em, xin chân thành cảm ơn.